món canh gà sốt bơ của mình đó bạn. Đó, các bạn nhìn có ngon không? Để làm một món canh gà sốt bơ màu đẹp như vậy và ngon như vậy thì mình sẽ có thời gian mình sẽ đi chợ và mua 1 ký canh gà về, sẽ mua 1 ít rau thơm và 1 trái dưa leo và 1 ít me, mình sẽ tự làm ớt sa tế các bạn và 1 ít ớt ớt Tây Ninh đó các bạn, mình sẽ chấm chung cho nó ngon. Đó, món này nói chung là cái món này rất đơn giản, các bạn chứ cũng có làm qua rồi nên bây giờ mình sẽ làm cho các bạn, những bạn nào chưa làm bao giờ mình sẽ cùng làm với các thời gian, còn những bạn nào làm rồi thì nói chung là mình coi cho vui hoặc là cho mình một cái ý kiến để mình tham khảo xem. Để làm một một món như vậy thì mình sẽ bắt tay vào bếp làm với các thời gian nha. Bây giờ nếu bạn nào chưa làm mình sẽ bắt tay làm với mình nha. Chào các bạn đã đến với kênh Có Thời Gian. Hôm nay các bạn thấy mình nấu những gì nè. Hôm nay có thời gian mình đi chợ mua đồng khoảng cỡ 1 ký cánh gà. Cái gà vặn ở trên phần cái cánh đó, đó các bạn. 1 ký cánh gà, ở đây mình có 1 ít me, 1 chén muối ớt, với lại 1 chai tương ớt, 1 chai tương cà, hiệu Chulimex, 1 ít rau thơm, 1 trái dưa leo và 1 lạng bột chiên giòn nữa nha các bạn. Phần này mình có 1 hũ bơ và 2 tép sả, 2 củ tỏi và 1 củ gừng, 3 trái ớt. Bây giờ mình sẽ chiên cánh gà sốt bơ. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm. Cái thành phần cánh gà thì mình đã mua thành phần được 1 ký, mình đã làm sạch rồi các bạn. Cánh gà mình đã làm sạch và mình đã rửa muối qua sơ sạch sẽ. Mình sẽ để lại ở phía trên bếp, mình có chuẩn bị 1 cái nồi nước. Phần bơ thì mình dùng bơ Từ An các bạn, tùy các bạn thích dùng bơ Mezan hay Từ An tùy. Phần bột thì mình dùng bột chiên giòn của hãng Tài Trí nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bật ga lên. Phần trên này bạn, phần trên này của mình có một cái nồi mình bắt nước sẵn, bây giờ mình sẽ bật ga lên và mình sẽ dùng hết những cái tép sả này bạn. Thành phần này mình sẽ cho vô một bên mặt trong nha các bạn, một hồi nữa mình sẽ đưa ra ngoài và làm sao. Đây, ở đây mình có 2 tép sả, mình sẽ dùng gạt sẽ đập dập nó ra và mình sẽ cắt gừng, mình sẽ cắt thành đôi củ gừng nha các bạn, mình sẽ đập củ gừng dẹp ra, sẽ thả thẳng vào nước. Cái sả thì mình sẽ cắt làm đôi, mình sẽ thả vào nước luôn. Thành phần ở đằng bếp á, mình có nước thì mình chỉ dùng 1 đôi đũa các bạn và cho hết những cái cánh gà như vậy nè vào cái nồi nước để mình luộc nha các bạn. Đó, sẽ quay tới nồi nước tại nó hơi xa nhưng mà mình sẽ cho máy gần lại một tí, mình sẽ cho hết cánh gà này vào đây để mình luộc sơ nha các bạn. Nếu các bạn nào mình sẽ dùng không luộc thì có thể nhiều khi các bạn chiên nó sẽ sống vào trong á. Ở đây cái phần luộc của mình sẽ cho vào đây là nửa muỗng muối nha các bạn. Muối nó sẽ làm đậm vị và sẽ cho nửa muỗng, 1 cốc tư bột ngọt, không tới là nửa muỗng nha các bạn. Mình sẽ đợi cho nó sôi lên và cái sả với cái gừng á, mình để nó khử mùi tanh nha các bạn. Trước khi mình mua gì mình phải dùng muối rửa sạch sẽ, tại bây giờ thực phẩm bây giờ các bạn phải dùng muối để rửa nó nghe các bạn. Hiện tại bây giờ mình sẽ đợi cho nó sôi rồi một hồi mình sẽ kiểm tra sau nha. Mình sẽ qua sơ chế những cái nước của mình á. Cái me trước, ở đây mình cho 1 cái nồi nhỏ và 1 muỗng me nè các bạn. Mình sẽ cho me vào đây, các bạn sẽ cho vào đây là nửa muỗng đường. Đường thì các bạn sẽ dùng muỗng này, nếu các bạn dùng muỗng này thì các bạn sẽ dùng vào đây là 3 muỗng đường. Tại vì các bạn xong cái me thì nó rất là chua, các bạn sẽ dùng 3 muỗng đường. Bột ngọt thì các bạn sẽ dùng vào đây là 1 cốc tư bột ngọt, không dùng nhiều nha các bạn. Nước mắm á, thì nếu nước mắm bạn dùng mà dùng cái muỗng này thì bạn sẽ dùng vào đây là cỡ 3 muỗng nước mắm. Khoảng là 3 muỗng nước mắm nha các bạn. Còn nước lọc chúng ta sẽ dùng vào đây là 5 muỗng nước lọc như vậy nè các bạn.
đổ thẳng vào. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ bắt lên bếp và sẽ bật cái ăn nó lên. Mình sẽ quay thẳng qua cái bếp mé bên kia nha các bạn, tại bếp tầm mình nó hơi xa một tí. Mình sẽ bắt qua và bật nó lên. Các bạn để cho nó sôi, cái lượng me mình nó sôi xong rồi mình sẽ dầm cái me nó ra, nó sôi. Mình sẽ dầm nó ra và mình sẽ dớt nó xuống nha các bạn. Ớt thì tầm khoảng chút mình dầm sau. Nếu các bạn nó ăn ớt được thì mình sẽ cho ớt, còn nếu các bạn nó không ăn ớt được thì mình sẽ ngưng cái số ớt lại nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đợi cho cái nồi me nó sôi, mình qua mình sẽ chế cái tỏi nha các bạn nha. Chế cái tỏi thì hai củ tỏi là mình sẽ đặt nó vào bầm nó nhỏ ra. Mình sẽ cho qua bên cái dĩa luôn. Cái gừng còn, số gừng còn lại mình sẽ sắc số gừng này ra. Mình sẽ sắc nó ra, mình sẽ sắc sợi sợi nó nha các bạn. Tầm khoảng như vậy thôi. Chứ mình không sắc nhỏ nữa. Mình sẽ cho vào bên kia cái tỏi luôn. Cái bơ này mình sẽ khui cái bơ này ra các bạn. Đó các bạn nhìn nè, ổ bơ nó rất là thơm, rất là ngon luôn. Mình sẽ để qua một bên. Cái hành tùy theo các bạn, nếu mình sẽ dùng dài ngắn, như mình đã sẽ dùng như vậy. Còn các bạn dùng sao thì mình không biết. Đó, mình sẽ dùng như vậy và cho qua một bên. Đó, cái thành phần mình đã chuẩn bị sẵn nha các bạn, mình sẽ để qua một bên. Bây giờ mình sẽ đi dùng một thau đá lạnh nha các bạn nha. Me này là bạn sôi như vậy nè, đó mình sẽ hạ ga nhỏ xuống nha các bạn. Hiện tại nó là ga lớn, bây giờ mình sẽ hạ nhỏ xuống và quậy liền nó lên. Nó giờ thành phần me nó cũng đã ra rồi, nước á thành phần khoảng các bạn để vậy thôi, mình sẽ chấm. Nếu các bạn cho sọt nữa thì nó hết nước á các bạn. Đó. Đây nè. Cái nồi me mình rất là ngon luôn, vừa chua chua vừa ngọt ngọt các bạn. Đó. Đó, các bạn thấy không, nó rất là hấp dẫn cái nồi me luôn. Đó, nó sôi nước như vậy nó đã sệt rồi nè các bạn. Đó, mình đừng cho nó sệt quá, nó sẽ kẹo và hết nước đó. Bây giờ mình sẽ đổ nó ra một cái chén nha các bạn nha. Giờ mình sẽ tắt ra nó trước nè. Và mình sẽ dùng một cái chén, nó đổ lên nó hơi đầy nên chúng mình sẽ dùng một cái, nói chung cái chén hơi bự một tí cũng được. Mình sẽ lấy một cái chén nha các bạn nha. Mình sẽ đổ cái nước me của mình ra cái chén. Tại vì nước me này các bạn nấu rồi các bạn để miếng nó cũng không có hư nha các bạn. Rất là ngon luôn. Bây giờ mình sẽ cho ớt vào nha bạn. Nếu như mà những các bạn nào không ăn ớt được á, như mình nói thì các bạn khỏi cho vô. Còn nếu các bạn ăn được thì mình sẽ cho ớt sắc và cho một ít ớt sa tế nữa. Nó rất là ngon. Đó, bây giờ tầm khoảng chén nước me của mình nó xong rồi, mình sẽ cho qua một bên và để thành phần cho nó nguội nha các bạn. Bây giờ mình sẽ trở lại và kiểm tra cái nồi nhà của mình nè. Mình sẽ đặt mấy cái này vào trong đây và sẽ cho cái máy nha bạn. Bột mình đã chuẩn bị sẵn, mình sẽ cho ra cái dĩa cho nó dễ áo đó các bạn. Mình sẽ trở lại với cái lò gà mình nó đang sôi nha. Đây là một thau đá lạnh mình đã chuẩn bị sẵn nha các bạn. Và mình sẽ kiểm tra cái lò gà, mình sẽ cho máy gần lại cái lò gà mình một tí nha, tại vì nó hơi xa đó các bạn. Cái lò gà mình mới sôi lên, tầm thường các bạn nấu đồ sẽ hớt bọt nó đi, còn cái này mình sẽ luộc cho nó mình khỏi hớt nha các bạn. Đó, mình sẽ đảo đều nó như vậy. Đó. Đó. Cái gà nó rất là ngon luôn nè. Đó. Nó không còn mùi tanh nữa, tại vì cái gừng với cái sả đó các bạn, nó lược hết cái mùi tanh của mình đi nè. Đó, các bạn thấy nè. Nó rất là thơm luôn. Hiện tại các bạn vừa cho sôi lên, nói chung là tầm khoảng nó vừa chín tới, các bạn đừng cho nó chín quá nha, là nó sẽ không ngon. Bây giờ mình sẽ tắt ga. Hiện tại hồi nãy giờ mình luộc trong khoảng cỡ 3 phút. Bây giờ mình sẽ tắt ga và sẽ vớt nó ra để trong cái nồi, trong cái thau đá lạnh nha các bạn nha.
Mình sẽ dùng một cái cây vớt, mình vớt nó lên nha các bạn. Sẽ bỏ xả và ở lại hết, sẽ vớt cánh gà không chảo vào thau nước lạnh nha các bạn. Gừng mình sẽ cũng cho ở lại. Các bạn nên nhớ mỗi khi mình luộc đồ mình sẽ cho gừng, hạt sả, hạt củ hành tây nha các bạn. Nó sẽ khử hết cái mùi tanh của những cái này này. Ví dụ như giờ các bạn nấu lên nó rất là tanh nha. Các bạn đưa cái đó cho bạn thử là nó sẽ hết mùi tanh. Bây giờ mình sẽ vớt hết ra nha. Ở trên nồi đã hết rồi nha các bạn. Mình sẽ cho thẳng vào coi những cái thau của mình nè. Đó các bạn thấy chưa? Đó, như mình đã vớt lên như vậy. Và phả hết nước đá lạnh cho các bạn xong. Nước đá lạnh nó làm cái gà mình giòn và mau nguội và rất là ngon luôn các bạn. Đó. Hạt như các bạn làm chân gà xả tắc, hạt các bạn luộc tay heo, hạt lò các bạn làm gì các bạn cũng sẽ dùng một thau đá lạnh và sẽ cho vào đây. Thứ nhất là mình nó rất là nhanh nguội và cái da này nó cũng giòn nữa các bạn, rất là ngon luôn. Cái chốt trên cánh này nó rất là ngon bạn. Hầu như là mình mua nó làm ra là 130.000, được bao nhiêu được các bạn? Tầm khoảng 1 kg là cỡ đó. Bây giờ mình sẽ cho trong đây khoảng cỡ 20 phút. Nếu bạn nào có thời gian mình sẽ cho trong vòng cỡ gần 1 tiếng cho cái làm lạnh rất là ngon. Nhưng mình sẽ cho trong tầm khoảng là 20 phút xong mình sẽ vớt đi và rửa sạch và sẽ trở lại với các bạn sau. Còn nếu như các bạn nào nhà có tủ lạnh mình sẽ cho thẳng vào tủ lạnh đầm khoảng 20 phút. Nhưng mà cái độ nóng vô tủ lạnh thì cái máy lạnh của bạn nó sẽ làm hư. Nên mình sẽ để nó trong vòng cỡ nước đá trong vòng cỡ 20 phút nha các bạn nha. Xong rồi mình sẽ làm sạch và trở lại với các bạn sau. Con gà mình đã rửa sạch các bạn, mình sẽ bắt lên đây một chảo dầu. Trước mình sẽ cho dầu vô nha. Chiên các bạn sẽ cho dầu nhiều một tí, còn mình sẽ chét cái dầu nó ra. Bây giờ mình sẽ bật ra lên và để dầu nó nóng nha các bạn. Các bạn hãy xem dừng dầu nó nóng, mình sẽ quay ra qua bột của mình nha. Nó để ráo vậy nè bạn. Nó nếu mà còn cái nào còn nước á mình sẽ dùng một cái khăn giấy á, bạn mình sẽ chậm cho nó khô nước đi nha. Mình sẽ mang qua tay vào. Tại vì cái bột nó chỉ dính lên tay đó bạn. Mình sẽ thả thẳng vô bột nè. Mình thả và mình lăn cái bột nó đi các bạn. Đó. Mình cái máy mình hơi xa tí nha các bạn. Đó. Bạn thả thẳng vào lăn nó như vậy. Nó các bạn sẽ mang bao tay và nó sẽ không dính nha. Các bạn cứ lăn nó như vậy. Ở đây mình xài là một lạng bột đó các bạn. Các bạn sẽ áo bột nó hết. Cái lượng bột nó sẽ văng ra nha bạn. Mình sẽ làm thẳng thẳng nha. Phần này mình sẽ áo hết lên. Nó bột như vậy. Rồi bây giờ mình áo một nửa, mình sẽ quay qua cái bếp bắt bỏ nó vào chiên nha các bạn. Nó đã nóng rồi, mình sẽ thả nó vô. Cái lượng dầu nó đã nóng bây giờ các bạn, mình sẽ thả từ từ nó vô. Áo bột hết qua và thả nhẹ nhàng vô. Cái lớp bột là nó không có văng nha, các bạn khỏi phải sợ nha. Các bạn nào sợ quá mình sẽ bỏ là nó sẽ bắn ra trên người á. Nhưng mà cái này là nó không có văng nữa. Tại vì cái lượng bột các bạn nó đã phủ hết cái gà rồi, nó không còn văng nữa. Cái chảo mình nó hơi rộng các bạn. Mình sẽ áo tiếp tục nha. Mình sẽ để bếp cái chiên và sẽ áo tiếp tục. Có lượng nào chưa khô thì các bạn sẽ cho lau cho nó khô. Để nó không còn nước ướt ướt sệt sệt đó các bạn. Cái lượng nào nó khô rồi thì thôi.
Thì cái áo bột nó lên hết chưa rồi. Xếp từ từ nó vô. Cái chảo mình nó lớn nên các bạn cứ xếp chưa được nhiều, còn cái chảo nào nhỏ mình sẽ xếp ít nha các bạn nha. Xếp hết rồi nha. Mình cho lửa nhỏ, mình cho lửa lớn, cứ cho lửa nhỏ xong các bạn xếp vô. Sau là mình hãy cho đồ lửa trung bình. Đồ lửa trung bình là nó sẽ không văng và nó không ấy nha các bạn. Còn cái nào chưa ráo thì các bạn cứ dùng nước và lau sơ nó qua. Còn cái nào ráo rồi thì mình sẽ lăn bột nó đi. Mình sẽ cho vô sau. Sẽ tiếp tục xếp nha. Bây giờ mình đã xếp còn xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ cho đồ lửa trung bình. Đó, các bạn cứ cho đồ lửa trung bình lên mình chiên nha. Và một chập sau mình sẽ kiểm tra nó nha. Đồ lửa trung bình các bạn, mình sẽ kiểm tra nó. Chưa được thì các bạn cứ chiên nữa đi. Một chút xíu mình sẽ kiểm tra nó từ từ. Bây giờ có lớp bột áo qua rồi, các bạn không sợ văng lên nha. Các bạn không sợ văng lên người bạn đâu. Mình sẽ chiên nó từ từ và để đồ lửa trung bình, không lửa lớn quá nha các bạn. Chà nó. Đó, các bạn thân mình chiên dở ra và kiểm tra nó. Đó, nó hơi vàng rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cho nó vàng hơn một tí nữa là mình thấy cỡ nó nha. Các bạn cỡ giờ cũng được, nhưng mà thôi được tí nữa đi. Các bạn cứ chiên trong đồ lửa trung bình, các bạn nhớ chiên là mình không dùng lửa lớn, không dùng lửa nhỏ quá. Nhỏ quá là sẽ lâu á các bạn. Mà lớn quá thì nó sẽ cháy. Nên các bạn cho đồ lửa trung bình là nó sẽ không bị. Nó làm vừa gà của mình luôn. Như vậy, cho phần trên cho máy cao lên tí nè. Đó. Giờ sẽ trở nha. Mình cái nào nó dầu là mình sẽ trả nó nha. Bạn nhớ nó sẽ cho nhiều dầu một tí nha. Chiên xong là mình sẽ chắc lượng dầu nó ra. Đó, rất là ngon. Các bạn cho ít quá là nó sẽ cháy nha. Các bạn thấy là mình sẽ trả nó đi. Bạn nhìn nó rất là ngon, chả đều đó hết. Mà mình có thể xay được không các bạn? Này, một cái nấm này là mình xay nó qua. Đó, xay nó qua giữa cái vòng này mình sẽ chở nó, để không mình sẽ chờm qua là cái lượng dầu á. Cái chảo nóng á, nó sẽ phỏng tay các bạn. Các bạn thấy không? Nó vàng vừa rất là ngon, rất là giòn. Bây giờ mình sẽ cho chiên thêm một tí nữa nha. Mình sẽ để chiên từ từ, thêm một tí nữa mình sẽ kiểm tra sau. Lúc mình sẽ trở nó sẽ vàng như vậy nè bạn. Còn cái phần này hồi nãy nó nằm mấy bên trên cạnh nó, bây giờ mình sẽ đặt nó lên qua hướng này mình chiên. Còn hướng này nó đã vàng, mình sẽ cho nó vàng thêm một tí nữa nha. Nó rất là ngon nha các bạn. Khi mình vẫn là cái bài cho con mình ăn thực phẩm ở nhà nó an toàn hơn đúng không các bạn. Nó cũng không mất nhiều thời gian các bạn, từ khi các bạn làm tới khi tới chín thì tầm khoảng cho khoảng cỡ một tiếng các bạn. Một tiếng đó mình ngồi xong mình xài thoại hoặc mình làm chuyện của mình sẽ nấu ăn cho gia đình. Này, như các bạn thấy nè, như bài á, nó vàng, rất là ngon ha.
mình sẽ gấp nó ra cái dĩa nha các bạn nha. Đó, nó ra cái dĩa rồi là một đó, chúng ta sẽ gấp hết ra cái dĩa như vậy. Cái thầu vàng mình sẽ dùng gấp nó ra, còn cái nào chưa vàng mình sẽ cho nó vàng thêm một tí nữa. Các bạn không phải sợ dăng nha các bạn, tại vì cái lượng bột mình rửa áng qua rồi á rồi nó sẽ không dăng nữa nha. Này các bạn sẽ chở nó qua. Mình đặt nó, các bạn nhìn nó rất là ngon, các bạn thấy không? Cái này là mình sẽ đắp nó ra hết. Rồi mình sẽ đỡ lớp sau nó vàng nữa, rồi mình sẽ đắp nữa nha các bạn. Cái dùng đôi đũa nha, tại vì cái chẳng mình không dính nó, mình dùng cái đồ gắp là nó sẽ hư cái đồ không dính của mình đó. Hồi nãy nó bỏ vô thì mình gắp cho nó khỏi trơn, giờ lúc gắp ra mình sẽ dùng đũa nha các bạn. Mình sẽ gắp nó ra mà cho nó qua một bên. Cái xôi dầu này mình sẽ chét nó ra nha các bạn. Mình sẽ chét nó ra hết. Sẽ chét nó phải để một bên, mình sẽ lấy một cái chảo. Chảo như vậy. Sẽ dùng một cái chảo và cho một ít dầu ăn. Cho vào đó một ít dầu ăn. Ta sẽ đổ cái tỏi hồi nãy chúng ta làm á, đổ tỏi vô và phi nó lên cho nó thơm. Ta sẽ dùng cái muỗng và cho một ít bơ vô. Cho đồ lửa nhỏ lại. Đó là để chúng ta cho bơ vô. Ta sẽ cho một muỗng bơ đó nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đảo đều nó ra. Mình sẽ hơi ít, mình sẽ cho thêm miếng mỡ. Chúng ta sẽ đảo đều nó lên và chúng ta sẽ cho vào đó là tương ớt nha các bạn. Quậy đều nó ra và cho vào đây một ít tương ớt nha các bạn. Một xíu mình sẽ mở cái nắp chai ra. Cho một ít tôm ớt. Rồi theo các bạn nhiều, các bạn sẽ cho nhiều. Ăn ít mình sẽ cho ít. Một ít tương cà. Mình sẽ đảo đều nó ra. Cho đồ lửa nhỏ. Mình sẽ cho đồ lửa trung bình. Và cho một ít muối.
một muỗng bột ngọt. Đường sẽ cho vào đây là 2 muỗng đường. Nước mắm tôi sẽ cho vào 1 muỗng nước mắm cho các bạn. Tại vì hồi mình còn nước chấm á, mình sẽ cho vào 1 muỗng nước mắm. Gừng tôi sẽ cho vào đây hết rồi. Rồi chúng ta đảo đều ra. Cái đó tầm khoảng 1 ký các bạn ơi, mình sẽ dùng thêm ít tương ớt với tương cà nữa. Rồi chúng ta sẽ cho lửa trung bình nha các bạn. Cho lửa trung bình để cho nó sôi cái này lại nha. Rồi mình sẽ đợi nó sôi lại. Cái sốt mình này bạn nó sẽ riêng lại như vậy. Nó rất là ngon và rất là thơm luôn. Mình sẽ cho lửa lớn lại một tí. Nó đã riêng rồi, nên bạn cho nó riêng kẹo một tí nữa nha. Mình sẽ dùng một cây đảo. Đảo ra để con nó riêng. Mức độ riêng đó nha các bạn. Mà khổ phải cho ớt trái. Tại vì nếu như mà con lớn mình sẽ cho ớt sắt vào. Lấy cái trái ớt mình sắt vào, con nhỏ mình sẽ đặt ra và cho trái ớt cho thân các bạn. Mình sẽ cho trái ớt vào. Để cho cái đường này nó rim nha các bạn, nó rim lại một xíu. Bạn ơi, cho nó rim để cho nó sệt cái nước sốt của mình đó. Để nó sệt đó, con này mà nó chưa có sệt lắm nha. Mình sẽ đợi một hồi lâu cho nó sệt đi. Sốt mình đã sệt rồi đó các bạn. Giờ mình sẽ cho hết các bạn vô. Thôi mình sẽ đảo đều nó lên. Các bạn sẽ đảo đều cái cánh gà của mình lên nha. Đảo một hồi là nó đều rồi. Các bạn cứ cho lửa nhỏ và đảo đều nó lên. Cứ cho thiệt lửa thiệt nhỏ và đảo đều nó lên một chập lâu lên như vậy. Đó là cái sốt của mình nó đã đều hết chứ lại cái gà luôn đó các bạn ha, rất là ngon luôn nè. Bây giờ mình sẽ cho vào đây là ít hành lá của mình đi. Mình sẽ đảo lên, các bạn nào thích thì mình sẽ cho lên, các bạn thích thì thôi. Giờ mình sẽ cho vào dĩa nha bạn ơi. Cho ra dĩa rồi mình sẽ đưa cho các bạn. Đây món gà sốt bơ của mình đã xong rồi các bạn. Ở trên mình trang trí mấy miếng hành cho nó đẹp mắt nha các bạn. Ở đây là mình có muối tiêu và ớt sa tế và muối tây ninh các bạn. Nói chung á các bạn là mình sẽ nặn chanh hoặc nặn tắc tùy. Thì tại nhà mình đâu hết chanh còn tắc, mình sẽ nặn vô. Ở đây mắm me thì mình sẽ nấu mắm me rồi. Ớt mình sẽ cho lên trên một ít. Nếu mà các bạn nào không ăn ớt được mình sẽ gạt phần ớt qua một bên. Lá quế, rau nhúp cá và một trái dưa leo mình sẽ ăn kèm với cái sốt gà của mình nha các bạn. Cánh gà sốt bơ của mình nó màu lên rất là đẹp luôn á các bạn. Nếu các bạn nào rảnh mình sẽ cùng nhau làm thử nha. Sẽ làm thử cho gia đình mình. Bây giờ món gà sốt bơ của mình đã xong rồi á. Các bạn nhìn thấy ngon thì hồi nãy mình làm các bạn thấy ngon và thấy hấp dẫn thì nhớ đăng ký và bấm like cho mình nha. Phần dưới mình có nút chia sẻ, các bạn nhớ chia sẻ cho bạn bè mình cùng coi. Mấy dưới mình có một cái chuông, các bạn nhớ nhấn vào cái chuông sẽ đăng ký cho mình, khi nào video mình nó phát lên á thì các bạn được coi liền nha. Món mới mình sẽ tiếp tục lên. Còn bây giờ mình sẽ chúc các bạn làm thành công và chúc các bạn một buổi tối ngon miệng. Và sẽ cảm ơn các bạn từ nãy giờ đã xem video của mình. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối lần sau. Xin chào các bạn nhé.